Ngày 7 tháng 6, chân Phước Anne Bartolomeo, sinh năm 1549, mất năm 1626. Anne Garcia, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1549 tại El Mero, Castile, Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, cô phải giúp gia đình chăn chiên ngoài đồng. Đến năm 21 tuổi, cô xin gia nhập tu viện Thánh Giuse dòng Carmelite tại Avila và là người nữ tu đầu tiên theo luật cải tổ của dòng Carmelite dưới sự hướng dẫn của Thánh Teresa ở Avila với tên gọi là Sơ Anne của Thánh Bartolomeo. Sơ Anne trở nên một người phụ tá, y tá và là bạn đồng hành thân thiết của Thánh nữ Teresa thành Avila. Sơ Anne đã học hỏi rất nhiều ở thánh nhân về tinh thần cải tổ dòng cũng như lối viết văn từ. Thánh nữ Teresa đã qua đời trong vòng tay của Sơ Anne, là người bạn thân chí thiết của mình, tại Alba de Tormes ngày 4 tháng 10 năm 1582. Sơ Anne tiếp tục các công việc cải tổ dòng Carmelite mà thánh nữ Teresa của Avila đã khởi xướng tại Avila Madrid năm 1591, Ocana năm 1592 và Pháp năm 1904, cùng với Sơ Anne de Jesu và cùng bốn nữ tu Carmelite. Ngài được bầu giữ chức tu viện trưởng tại các tu viện ở Bontois năm 1605 và Tours năm 1608. Mẹ Anne lập thêm nhà Carmelite tại Antwerp năm 1612. Tại đây, Ngài từ nhiệm để nghỉ 14 năm sau cùng. Ngài còn sáng tác được nhiều thơ mà một ít còn được giữ đến ngày nay. Mẹ Andre qua đời ngày 7 tháng 6 năm 1626 tại Antwerp, nước Bỉ. Sau khi mẹ qua đời, nhiều phép lạ đã xảy ra nơi mộ phần của mẹ tại tu viện. Cuộc đời của mẹ Andre của Thánh Bartolomeo đã đạt đến đỉnh cao trong tình yêu Chúa Ba Ngôi, là tâm điểm của sự chấp nhận thánh ý Chúa. Đức Giáo hoàng Clemente XII đã công nhận các nhân đức của mẹ đáng kính Anne của Thánh Bartolomeo ngày 29 tháng 6 năm 1735. Và Đức Giáo hoàng Benedicto XV đã tôn phong chân phước cho mẹ đáng kính Anne của Thánh Bartolomeo ngày 6 tháng 5 năm 1917.